Vâng, xin mời ống kính Canada sẽ chờ thu hình đẹp nhất và xin mời sự chứng kiến của tất cả quý vị. Vâng, hai người luyện cùng nhau. Vâng, xin mời hai em cắt ra nào mà hai miếng nhỏ nhỏ xinh xinh. Hai người có thể là thử trên thử một chút nữa. Vâng, xin mời hai em. Vâng. Vâng, những giây phút tuyệt vời với một không gian âm thanh ánh sáng cũng như tất cả những quý vị ấm lại của một cuối mùa xuân ấm áp yên lành tới muôn nhà. Vâng, xin mời hai em sẽ tiến thẳng vào những chai sân bay. Vâng, xin mời cô dâu chú già sẽ là hai người cùng bắt tay nhau để rót những ly rượu đào này. Vâng, những ly rượu đào này nói lên những sự ấm áp yên lành trong cuộc sống, gian khổ có nhau. Vâng, sẽ đi đến suốt cuộc đời. Vâng, xin mời hai em. Vâng, cùng nhau rót lên những ly rượu đào này. Xin mời những ống kính và tất cả những hướng về sân khấu thật tuyệt vời. Khi cô dâu chú già đang rất mãn nguyện cùng chung vui. Vâng, những ly rượu đào này đang chảy từ ly thứ nhất đến ly cuối cùng, tạo dựng lên những dòng suối mát trong lành, chảy mãi không ngừng. Lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như trời vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, ngọt ngào không nói nên lời. Vâng, rất đẹp, rất tuyệt vời. Riêng ống kính của nhà nhiếp ảnh gia chúng mình VTV3 và sự chứng kiến của cung quà cụ tỷ chú bác cùng bà mẹ làm nữ thanh niên quan viên hai họ. Đặc biệt tất cả các bạn trẻ trong chương trình ngày hôm nay chứng kiến những giây phút giúp tuyệt vời của cô dâu và chú già. Vừa rồi quý vị chứng kiến những giây phút tuyệt vời của cô dâu và chú già và trong ngày lễ cưới của con cháu nhà mình, mẹ chồng sẽ có món quà kỷ niệm cho con dâu. Vâng, xin mời cô sẽ có món quà dành cho hai em trong ngày lễ cưới. Vâng, xin mời cô. Vâng, xin mời hai em đứng về phía trước. Vâng.